Xin chào mọi người. Tiên võ đế tôn cũng là chân mệnh đế tiên 908. Sở Linh thân thể mềm nhũn rơi vào trạng thái ngủ say, ngã vào trong ngực Sở Huyên, khóe mắt nàng vẫn còn đọng lại giọt lệ trong vắt như pha lê. Huỳnh xác định phải đến nàng độ kiếp thật sao? Sở Huyên ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Thái Hậu. Chuyện này cũng phải là trò đùa, một chút vô ý nàng sẽ bị giết đó. Phải độ thôi, Diệp Đào nhàn nhạt nói, anh là suốt một chặng đường luôn bị sét đánh nên cực kỳ hiểu rõ, kiếp nạn này là không thể tránh khỏi. Vừa nói, anh vừa ôm lấy Tiểu Linh, 3 năm kết thúc địa thành thốn ra khỏi Hàng Nhạc Tông, lao thẳng lên hư vô mờ mịt. Tiểu nữ hài không biết vì sao mà lên trời, tò mò nhìn phía dưới, trong mắt của nàng, người ở phía dưới đều trở nên rất nhỏ bé. Hài Nhi có sợ hay không? Diệp Đại Hồng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Diệp Linh, ôn hòa cười một tiếng, mang theo sự từ ái của phụ thân. Tiểu nữ hài ngây thơ, không biết như thế nào là sợ hãi, lại mỉm cười ngây thơ và rạng rỡ, hai mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm. Diệp Đào cũng mỉm cười, quán thâu một cỗ pháp lực đem tiểu nữ hài ngưng tại hư không, còn anh thì lùi ra ngoài. Đây là thiên kiếp của Diệp Linh, anh nếu như ở lại đây thì đối với hài tử mà nói có hại mà không có chút lợi nào, anh chỉ có thể làm khán giả mà thôi. Người trên đỉnh núi cũng đều ra tới đứng ở tứ phương, không người nào dám tiến lên, cũng phải là sợ thiên kiếp mà là sợ làm bị thương Tiểu Linh. Thiên kiếp của nàng người ngoài giúp không được gì. Diệp Hào vừa đi xa, Tiểu Linh Nhi hoa hoa khóc lớn, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Nàng lơ lửng tại bên trên đám mây khóc rất đau lòng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi không được gặp cha mẹ. Thấy thế, Sở Huyền muốn tiến lên lại bị Diệp Đại Hào giữ chặt. Chúng nữ cũng như thế, cũng cùng nhau bị Diệp Đại Hào ngăn lại. Chúng nữ lo lắng thì thần sắc của anh làm sao lại không ngưng trọng cho được chứ? Nếu là có thể, anh cam nguyện thay hài tử đi độ kiếp. Đáng tiếc, thiên kiếp của ai thì người đó đi độ, anh không nhúng tay vào được. Bất kỳ người nào cũng đều không nhúng tay được vào, chỉ có thể là người độ kiếp tự đối kháng. Ngươi coi là nữ oa kia có thể chống chịu qua thiên kiếp được hay không? Bên trên Minh Giới Sơn, Minh Đế nhẹ nói, nhìn nghiêng qua Đế Hoang. Phụ thân của nàng chính là Diệp Đại Hào. Đế Hoang mỉm cười, không trả lời trực tiếp vấn đề mà chỉ nhắc tới tên Diệp Đại Hào. Minh Đế cũng cười, tự biết thâm ý bên trong lời nói của Đế Hoang. Bé con kế thừa không chỉ là một nửa huyết mạch của Diệp Đại Hào mà còn kế thừa ý chí bất khuất, tâm bất tử, thần bất diệt. Trong tiếng ầm ầm truyền ra, sắc trời đã triệt để u ám, chỉ có mây đen đang cuồn cuộn tràn tới, từng sợi lôi điện tại trong mây đen tàn phá bừa bãi. Tiểu nữ hài càng khóc càng đau thương hơn, tác động tới tâm can của tất cả mọi người. Đó là thiên kiếp, cũng phải là trò đùa, rất có thể nàng sẽ chôn thây tại tinh không. Hai mắt Diệp Đại Hào đỏ ngầu, đầy rẫy tơ máu, anh nhìn chằm chằm chết thương thiên, sắc mặt trắng bệch, thân thể có luân hồi nhãn nên anh nhìn ra được thiên kiếp này rất cường hãn. Bàn tay ngọc của chúng nữ siết chặt đến đẫm máu, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. Sự thật cũng đã chứng minh Diệp Đại Hào phong cấm Sở Linh là việc làm cực kỳ sáng suốt. Nếu như có mẹ ruột ở đây thì đoán chừng ai cũng không ngăn được nàng. Con đường nàng đi nhất định là con đường nghịch thiên. Thiên lão vuốt chòm râu, yêu nghiệt như thế trời xanh cũng phải đố kỵ. Một bé con thật đáng yêu như thế, thiên kiếp thế nào nói đến là đến như vậy chứ. Địa lão mắng một câu, ở nơi đó gấp gáp chạy tới chạy lui tán loạn trên trời. Còn nhỏ như vậy liền phải gặp trắc trở đáng sợ như thế sao?
có rất nhiều mẫu thân đều ôm chặt hài tử nhà mình. So sánh với tiểu linh thì con có bọn họ an nhàn quá nhiều. Chỉ ít thì tại bằng chừng ấy tuổi, bọn nó không cần đối mặt với thiên kiếp, cũng cần lang thang tại trước quỷ môn quan. Bên trong tiếng nghị luật, thương thiên ầm ầm chấn động, lôi đình lăng không ập xuống. Đạo lôi điện kia chính là năm màu lộng lẫy rực rỡ, nhưng cũng mang theo lực lượng hủy diệt bổ về phía tiểu linh. Trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều che mắt, không dám nhìn tới, sợ trông thấy hình ảnh tiểu linh bị đánh thành tro tàn. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là đạo lôi điện kia bổ vào trên thân tiểu linh nhi lại không hề có gợn sóng nào, mà chỉ giống như một giọt mưa rơi vào bên trên một khối đá lớn. Tiểu linh nhi ngẩng lên cái đầu nhỏ đầy ngạc nhiên nhìn bầu trời, từng đạo lôi điện chớp lóe năm màu kia trong mắt nàng rất là xinh đẹp. Nàng đã không còn khóc, phảng phất như tìm được một món đồ chơi thú vị, một bên cười khanh khách, một bên nhẹ nhàng bước lướt đi trên hư không. Một màn kinh người hiện ra, khắp nơi đều có lôi đình trút xuống như mưa, mà tiểu nữ hài chính là bơi lội trong lôi điện, một đường chạy lên cao như một tiểu linh tinh, còn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Về phần những lôi điện kia, tại nàng nơi này yếu ớt không chịu nổi một kích, từng đạo đánh xuống, sửng sốt, cái gì cũng không xảy ra. Mẹ ta ơi, cái gì xảy ra vậy chứ? Lòng Nhất xoa xoa cái đầu trọc. Đây con mẹ nó là thiên kiếp hay sao? Là trò chơi thì đúng hơn đó. Cũng phải là thiên kiếp yếu, mà là tiểu linh quá mức yêu nghiệt. Tử Huyền nhẹ nhàng nói, nàng hiếm khi lộ ra vẻ yên nhiên của một nữ tử. Ta sống từ kiếp trước đến kiếp này, một màn không cách nào vô pháp vô thiên như vậy, lã phù chưa bao giờ thấy qua. Cố Thanh Thông co dịch khóe miệng. Nếu không, hay là đem tiểu nhị nhà ta cũng đưa lên thử xem sao. Hồng Nhị nhìn bé con trong ngực Đường Như Huyên một chút, cút. Đường Như Huyên chửi một tiếng, không thèm để ý tới hắn. Sự lo lắng của chúng ta đúng là dư thừa rồi. Thúc thúc, đại gia, tỷ tỷ, ca ca, gia gia, mổ mổ của Hằng Nhạc biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc. Ta coi là ta nghĩ là mình nên trở về tiếp tục uống rượu thôi. Bắc Lâm sờ sờ cái cằm, bé con kia thực sự không có chuyện gì đâu. Yêu nghiệt đời nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt có nhiều, thực sự đáng sợ mà. Hoa Quân Lạc tặc lưỡi, so với ta năm đó mạnh hơn rất nhiều. Điều này để chúng ta làm sao chịu nổi chứ? Đông Hoàng Thái Tâm chay mạnh giữa lông mày, thần sắc đầy xấu hổ. Nàng chưa từng thấy qua chuyện như thế bao giờ. Không chỉ là nàng xấu hổ, mà chúng thần tướng, các hoàng giả đều xấu hổ. Lại nhìn tới cái thằng cha kia, biểu lộ có chút khó mà hình dung. Nữ nhi bảo bối của mình mạnh như vậy hay sao? Ở trên kia, nơi nào là nàng đang độ thiên kiếp đâu chứ? Đó chính là chơi với thiên kiếp thì đúng hơn, còn chơi đến vui tươi hớn hở. Nhóm chúng nữ, từng nàng khẽ hé ra cái miệng ngọc, thật lâu sau vẫn không thể khép kín, hiếm khi ngậm lại được một lần, còn đang mãnh liệt nuốt nước miếng. Nếu không, ta đem linh nhi giải phòng cấm nha, Sở Huyền nói ra một câu. Lời này đáng tin cậy đó. Diệp Đào ho khan, cái gọi là lo lắng hoàn toàn có thể bỏ qua. Nha đầu nhà anh quá là ác liệt. Ta về đây. Linh Thi Họa quay người trở về Sơn Phong. Rất nhanh Sở Linh lao đến, ngẩng lên gương mặt ngơ ngác nhìn qua, toàn bộ đều là ngốc trệ. Đó là tiểu hoa nhi của nàng hay sao? Dưới vạn chúng chú mục, lôi điện càng lúc càng nhiều, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, các loại màu sắc đều có, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy. Nhìn từ bên ngoài, mỗi một đạo lôi điện kia đều lặng im mà tận diệt. Nhưng tiểu nữ hài kia ngược lại là tốt, ngay tại trong sấm sét chạy tới chạy lui, bước những bước nhỏ loạng choạng, vươn ra đôi bàn tay nhỏ bé đang đùa giỡn bắt lấy lôi điện, chơi mà khanh khách cười không ngừng.
Dưới bầu trời, ngoại trừ tiếng sấm thì chính là tiếng cười của nàng, nải thanh nải khí, rất thanh thúy mà cũng rất vui vẻ. Nàng như vậy gây đến trời xanh càng thêm tức giận, càng nhiều lôi điện lăng tiêu trút xuống, xen lẫn cùng một chỗ giống như thác nước. Cũng xấu hổ chính là lôi điện cho dù nhiều cũng không cách nào làm gì được nàng. Tiểu nữ hài liền cứ chơi đùa rất vui vẻ. Thành tinh, thực sự đã thành tinh, là cái chủng loại yêu nghiệt đã thành tinh. Câu nói này cứ quanh quẩn tại trong đầu tất cả mọi người. Đã gặp qua người độ thiên kiếp nhưng chưa từng thấy qua người nào chơi đùa với thiên kiếp như vậy. Khó xử nhất không phải là bọn hắn mà là thương thiên kia. Tối nay chúng ta tái tạo thêm một bé khác nữa đi. Diễn Hào ý tứ sâu xa nói ra, tay còn không ngoan ngoãn đặt ở trên lưng Sở Linh sờ tới sờ lui. Đế huynh phòng cấm ta này. Sở Linh Nhi đôi mắt đẹp nở rộ tia lửa, đạp một cái khiến Diễn Hào bay ra ngoài, bộ ngực nàng kịch liệt chập trùng. Chuyện này không phải là không có chuyện gì hay sao chứ? Diễn Hào tét miệng cười ha hả. Sở Linh hung ác trừng mắt liếc nhìn, cũng thèm tiếp tục để ý anh nữa, lại nhìn lên Thương Thiên. So sánh với Diệp Hào, cái thằng này nàng lo lắng cho tiểu nữ hài của mình hơn. Chỉ thấy trên hư vô mờ mịt lại một tia chớp khác giáng xuống, màu đen nhánh rất là bá liệt, một đường xuyên thủng không gian hư vô. Tiểu nữ hài bị chém trúng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, một trận lão đảo chút nữa đã ngã xuống khỏi hư không, để tất cả mọi người nhìn mà run sợ. Một nháy mắt tiếp theo, hơn 10 đạo lôi đình đen nhánh liên tiếp hạ xuống, một đạo so với một đạo càng mãnh liệt hơn, ẩn chứa lực lượng tịch diệt, muốn đại biểu cho ý chí của trời xanh đem tiểu nữ hài ma diệt. Tiểu nữ hài bị đánh liên tiếp té ngã, quần áo nhuốm máu. Thân làm cha không còn giữ được bình tĩnh, người làm mẹ suýt nữa đã òa khóc, gương mặt của chúng nữ nháy mắt cũng trở nên không còn chút huyết sắc nào. Người của đại sở lông mày đầy nhíu chặt, thiên kiếp đã trở nên mãnh liệt thì tiểu nữ hài cũng không gánh nổi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là bọn hắn lại một lần nữa xem thường Diệp Linh. Liên tiếp đánh cho đau đớn, tiểu nha đầu kia bị chọc giận, nắm chặt nắm tay nhỏ đạp trên hư thiên, nhắm lấy lôi điện chạy vọt lên. Quanh thân còn có một đóa liên hoa hiển hóa. Đóa liên hoa kia rực rỡ năm màu, lúc Giáng sinh nàng đã từng xuất hiện, chính là dị tượng, cũng là đạo tướng bản nguyên của nàng. Lôi điện tuy lộng lẫy nhưng lại rất mãnh liệt, ngũ thải liên hoa dù xinh đẹp nhưng lại mang tính an nhiên, phàm là lôi điện đánh xuống đều không cần quan tâm là đen, trắng hay là tím, đều bị nó nuốt chửng. Thiên kiếp còn có thể nuốt được sao? Tạ Văn một bé mặt ngây ngốc. Ngũ thải liên hoa kia mạnh đến như vậy sao? Liệt đại chư vương đều run rẩy khóe miệng. Năng lực này quá là bá đạo. Ngày sau, bé con đến đền tuyệt đối đừng gây tới nàng. Một đám già mà không đứng đắn đều run rẩy giấu bàn tay trong đũng quần. Chơi thì chơi đi, lại còn nuốt chửng, sao lại có thể yêu nghiệt như thế chứ? Cũng đều là cha sinh mẹ dưỡng, nhưng bé con nhà người ta thế nào lại đáng sợ như vậy? Một đám cha không đáng tin cậy để nhìn về phía bé con nhà mình, sự chênh lệch này rất lớn. Các vị nhóm chuẩn đế cũng giữ được bình tĩnh. Nhìn chung, sự lập duyệt cả một đời người của bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua hình ảnh quá mức quỷ dị như thế này. Thánh linh chi thể, bọn hắn không phải là chưa gặp qua, thế nhưng là thánh linh chi thể có thể thôn tính thiên kiếp vẫn là lần đầu tiên gặp được. Người không định nói chút gì hay sao? Rất nhiều cấp chuẩn đế đều tập thể nghiêng đầu nhìn chằm chằm nhân vương ở bên cạnh. Chuyện này có thể nói cái gì chứ? Chỉ trách bé con trâu bò mà thôi. Nhân vương nhún vai, ngay cả hắn đều có thể bị phản phệ thì nuốt chửng thiên kiếp tính là cái lắm gì? Cái giải thích này cũng không có gì sai. Các vị nhóm chuẩn đế lời nói đều chân thành. Người trâu bò năm nay cũng có rất nhiều. Không có việc gì
Không có việc gì, bé con nhà ta bản lĩnh rất lớn đó, đúng không? Diệp Đào cầm tay Sở Linh vỗ nhẹ nhẹ. Tuy là anh nói như vậy, nhưng Sở Linh vẫn là một vẻ mặt lo lắng. Lực đạo trên tay nàng cũng không khỏi tăng lên. Cầm bàn tay Diệp Đào mà siết đến răng rắc đều vỡ thành từng mảnh. Chỉ trách thiên kiếp có quá nhiều biến số, không đi đến cuối cùng ai dám nói sẽ bình yên vô sự, mà nàng chỉ là một đứa trẻ. Về phần Tiểu Linh cũng chịu thua kém, tính tình cũng không hề tầm thường, đang siết lại nắm tay nhỏ từ phía dưới một đường đánh đi lên. Cái gì mà lôi đình hay không lôi đình đều bị nàng nuốt chửng. Nàng biến thái như vậy, đem thương thiên cũng còn cách nào khác. Lôi điện hạ xuống, từng đạo cũng suy yếu dần đi. Chẳng biết đến lúc nào, bên trên hư vô mới không còn tung tích của lôi điện. Chỉ thấy tiểu nha đầu tại trên đám mây nhảy tới nhảy lui, đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra đang đùa chơi bắt đám mây, ngây thơ mà rực rỡ. Sau khi vượt qua thiên kiếp, nàng trở nên càng thêm bất phàm. Tiên hà năm màu quanh quẩn, ngay cả từng sợi tóc cũng nhuộm tiên quang lộng lẫy. Ngũ thải liên hoa của nàng như ẩn như hiện, tựa như ảo mộng, ẩn chứa dị tượng, dung nhập lấy đạo tắc có thiên âm vang vọng. Đây coi như là một lần niết bàn. Khí tức cảnh giới không minh của nàng đã ổn định hơn rất nhiều. Sau khi nuốt chửng thiên kiếp, huyết mạch của nàng càng trở nên đáng sợ hơn, để rất nhiều lão bối đều có cảm giác ức chế sâu sắc. Những đứa trẻ kia lại càng sợ hãi hơn, rút sâu vào trong ngực mẫu thân, không dám nhìn tới, tự nhiên đang nhìn thấy một con thú hung dữ.